Đây là một con clip đồng hồ Insta360 1R đầu tiên tại Việt Nam. Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và như các bạn đã biết thì thời gian vừa qua, Insta360 đã cho ra mắt bộ đôi Insta360 1R, gồm hai bản là Twin Edition và One Inch Edition. Thì bản Twin Edition này là cái bản hôm nay chúng ta sẽ đập hộp. Nó sẽ bao gồm hai camera chúng ta, một camera là 360 độ và một camera là 4K. Đó, còn cái bản 4X thì nó có một cái điểm đặc biệt, đó chính là camera của nó sẽ là cảm biến kích thước 1 inch, vô cùng là lớn và có thể quay độ phân giải là 5,3K ở 30fps, rất là khủng khiếp đúng không nào? Vậy thì tôi đang rất là nóng lòng không biết là chiếc Insta360 1R Twin Edition này nó có cái điểm gì khác biệt so với những chiếc Action Cam hiện nay đang có mặt trên thị trường, như là chiếc GoPro Hero 8 hay là chiếc Osmo Action. Chúng ta hãy cùng đi xem qua thiết kế của cái hộp. Ok, đây là một chiếc hộp làm một điều cứng rất là chắc chắn. Xung quanh ở đây, về cái mặt trước của cái hộp, chúng ta sẽ có một hình ảnh sản phẩm ở đây. Nó sẽ bao gồm hai camera, đó, một cái màn hình và một cái lốc pin, theo tôi tìm hiểu là như thế. Ok, đây nó có nói chúng ta biết là ở cái camera 360 độ thì nó có thể quay được phân giải 5,7K, tức là tương đương với cả một chiếc Insta360 1X. Đó, rất là khủng khiếp đúng không nào? Và bên cạnh đó thì chiếc camera góc rộng nó sẽ cho phép chúng ta quay ở phân giải 4K Wide Angle, vẫn được trang bị công nghệ Flow State Stabilization của Insta360 và được trang bị khả năng chống nước lên đến 5m. Theo tôi được biết thì khả năng chống nước này nó đạt tiêu chuẩn IPX8. Và bên cạnh đó là vô vàn các cái công nghệ được kế thừa của chiếc Insta360 1X rất là thành công của Insta. Và ở mặt sau chúng ta có thể thấy ở đây, trong hộp chúng ta sẽ có bao gồm một chiếc màn hình này, một chiếc camera dual lens, tức là camera 360 độ đó. Tiếp theo là một chiếc camera góc rộng và phân giải 4K. Tiếp theo là một chiếc đế pin và một chiếc mount. Bên cạnh đó là một chiếc lens cap và một chiếc cáp sạc. Bên dưới này có ghi là made for iPhone và made for Android. Thì iPhone nó có thể hỗ trợ từ iPhone 11 cho đến tận iPhone 6 rồi, chúng ta có thể yên tâm sử dụng. Đó. Ok, vậy là hết rồi. Bên này là một số những hình ảnh minh họa của sản phẩm. Vậy thôi. Các bạn có đang nóng lòng với tôi không? Và bây giờ thì chúng ta hãy không chờ đợi gì thêm nữa, nhanh chóng đập hộp ngay chiếc Insta360 1R bản Twin Edition này. Tôi đọc cái tên mà đau hết cả mồm, tên thì mà dài thế không biết đó. Và chúng ta hãy cùng khui hộp nào. Đây là một cảm giác mà tôi vẫn luôn mong chờ suốt những cái ngày nghỉ dịch vừa rồi. Wow. Trông rất là đặc biệt đấy các bạn ạ. Này, tôi quay gần lại một chút cho các bạn có thể nhìn kỹ hơn. Đó. Đây là trong hộp của chiếc Insta360 1R bản Twin Edition. Đầu tiên, nhân vật chính của chúng ta nó sẽ bao gồm chúng ta là một chiếc màn hình này, kèm theo đó một chiếc camera. Đó. Thứ hai đó chính là một chiếc camera nữa, đây là chính là camera 360 độ. Chúng ta đã thấy sẽ có hai chiếc camera ở đây, cảm biến rất là lớn, có thể so sánh với cả cảm biến của chiếc One X, khá là tương đồng với nhau đúng không nào? Đây, các bạn nhìn rõ không ạ? Để tiếp sang một bên. Tiếp theo đó là chiếc đốc pin, có thể đây chính là pin của chiếc 1R, khá là mỏng nhưng mà cũng khá là to đấy, theo tôi biết thì nó khá là to đấy. Xem nào, dung lượng của nó 1190 mAh, dung lượng khá là lớn so với một chiếc Action Cam như thế, dung lượng đã khá là lớn rồi. Trong này không còn gì nữa, như vậy là mình đã hết rồi. Chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ ở đây. Ok, tôi sẽ đi tìm hiểu trong chiếc hộp nhỏ này là cái gì nào. Chắc chắn các bạn lần này vẫn sẽ có tem của Insta360 nhưng mà xem. Đây,
một chiếc cáp sạc Unitaxi. Như vậy là Insta360 đã thay đổi rồi. Người ta không còn dùng micro USB nữa. Tất cả các hãng công nghệ bây giờ đều phải thay đổi thôi các bạn ạ. Đều phải thay đổi sang Taxi hết. Ok. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một chiếc cáp bảo vệ len cho chiếc camera 360 của chúng ta. Cáp bằng silicone rất là mềm. Đó, trong này là cái gì đây? À, đây chính là một ốc để gắn vào ngàm. Đây. Trông cái kết của nó to. Nó to hơn cái những cái kết của chiếc GoPro hay là những cái kết của chiếc Osmo Action rất là nhiều. Tôi cảm thấy nó to hơn rất là nhiều đấy. Bởi vì nó đã phải gắn thêm bao nhiêu phụ kiện nữa các bạn. Cả pin, cả len nữa nên nó rất là to. Đó, tôi để sang bên này. Tiếp theo. Ok. Đấy. Tôi bảo là kiểu gì chẳng có mấy cái tem này. Ai dùng đến nữa. Cứ tặng thế. Tặng cho mình cái gì nó có ích hơn. À đây rồi. Có một thứ có ích hơn ở đây. Đây chính là một mảnh vải nhung được thêu Insta360 ở đây. Rất là xịn nhá. Để chúng ta có thể dễ dàng lau chiếc camera của chúng ta. Rất là tâm lý đúng không nào? Chúng ta có thể đưa lên áo để mà lau. Cầm theo mảnh vải này đi. Lau tội gì? Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Đó. Công nhận là Insta360 họ đã rất là thông minh khi mà sản xuất ra một cái bộ có thể thay thế được camera. Action cam có thể thay thế được camera vô cùng là nhỏ gọn. Nói chung là tôi thấy rất là hợp lý. Bên này chúng ta sẽ có một cái khay để chúng ta có thể cắm sạc cũng như là nhét thẻ nhớ vào đây. Tất cả mọi camera thì chúng ta sẽ đều dùng chung trên một chiếc thẻ nhớ mà, cho nên là họ làm thế đã rất là thông minh. Cách kết nối rất là đơn giản thôi. Đây, gắn nó vào ngàm, cắm phẩm một cái vào. Đó, dùng chán che rồi rút ra. Hay camera khác. Đây, tôi sẽ khui zin chiếc camera 360 này nhá. Đó, gặp đặt bóc tem sướng không thể tả được các bạn. Nghe cái tiếng siêu nó rách, sướng lắm. Đó, chúng ta chỉ việc căn vào chiếc camera này thì nó không phân biệt đầu của chiếc ngàm, cho nên chúng ta gắn đầu nào cũng được. Đó, thế là đóng vào thôi. Rồi, đi luôn. Tiếp theo là đến đế pin này. Okay, chúng ta có thể ý rằng pin chúng ta sẽ có một cái chân đồng ở đây. Đó, ở đây ở dưới đáy này chúng ta sẽ có một cái chân đồng. Chúng ta sẽ cắm nó vào. Có vẻ như là chúng ta sẽ phải gài vào cái ngã đây. Như vậy là tôi đã lắp ngược camera rồi. Chúng ta sẽ phải cùng để cái đầu ngàm này xuống cùng một phía. Đây, như thế này. Đó, để cùng một phía. Sau đó thì ở đây nó có các cái lẫy pin, chúng ta sẽ đóng nó lại. Không có gì khó khăn khi mà lắp cả. Tháo thì chúng ta chỉ cần gạt cái lẫy ngang này là chúng ta sẽ tháo ra được. Đây, gạt lẫy ngang ra. Lắp máy lại. Thì gạt lại như cũ. Như vậy là xong. Khá là to. Tôi cảm giác nó to hơn chiếc GoPro và to hơn cả chiếc Osmo Action nữa. Chúng ta hãy cùng đi xem một chút về thiết kế của chiếc Insta360 One R này. Đó. Đây là khi mà chúng ta đã lắp hoàn tất cái chiếc camera này lại với nhau thành hoàn thiện. Thì chúng ta có thể dễ dàng thấy bên dưới này. Đó là phần đốc pin, nhựa bóng, nhựa nhặn, mịn. Đó. Còn ở bên trên này cũng thế, bên trên này cũng bằng nhựa, phần chiếc camera cũng bằng nhựa. Sang đến bên phần màn hình này nó lại làm bằng nhựa nhám. Nói chung là hầu hết đều bằng nhựa và được phủ cao su. Còn phần mặt lưng này nó lại làm bằng nhựa sần. Có vẻ như là Insta360 đang sử dụng khá là nhiều những cái loại thiết kế để có thể kết hợp lại thành một chiếc camera này của chúng ta. Giống như là các cái sự lắp ghép lại với nhau như chúng ta đang chơi Lego vậy. Để có thể hoàn thiện thành một bộ phận của chiếc camera phải cần đầy đủ 3 yếu tố này: pin này, màn hình này và camera. Đó. Và đây chính là cái lẫy chúng ta có thể tháo cái đầu pin này ra này. Đó. Đây chính là cái lẫy. Tiếp theo ở trên này, cái góc này, đây là một cái loa nhỏ của chúng ta. Mình có thể phát ra âm thanh của video. Đây là logo One R. Có thiết kế hai màu đen trắng.
ba màu đen trắng đỏ. Đây là một cái đèn báo trạng thái máy đang bật. Trên này là những cái thanh có thể là để chúng ta có thể tản nhiệt. Chiếc camera này thì nó sẽ trang bị chúng ta là hai micro, một chiếc micro trên này và một chiếc micro bên hông này. Trong hai chiếc sẽ có nhiệm vụ là lọc âm thanh và chống ồn, giúp chúng ta có thể thu tiếng tốt hơn. Bên hông này chính là cái khe để chúng ta có thể cắm thẻ nhớ cũng như là cắm sạc, chúng ta có thể gạt nó ra này. Đó, nó sẽ nằm rất là sâu ở bên trong này. Đó, cho nên em cắm thẻ nhớ và cắm sạc trực tiếp chân sạc USB Type-C. Ok, mà nói qua một chút về chiếc màn hình cảm ứng của chiếc Instabox Smoke One Pro này. Nó các cái thao tác cũng khá là giống ở trên những chiếc GoPro hay là trên những chiếc Osmo Action. Đó, vuốt từ trên xuống. Ui, cái này là cái gì đấy? Nó có thể kết nối được với cả AirPods các bạn ạ. Wow, nó có cả chức năng kết nối với cả AirPods chúng ta luôn. Có thể điều chỉnh độ sáng màn hình ở đây. Đó, điều chỉnh độ sáng màn hình. Ok, tiếp theo là khóa màn hình này. Đưa lên để mở khóa. À, đây sẽ có phần grid này, nhận dạng giọng nói này và camera rotation, nó tự xoay camera luôn. Ở đây sẽ có những cái phần cài đặt chúng ta này, cài đặt điều khiển Bluetooth, cài đặt AirPods, tức là cài đặt màn hình tự động ngủ, cài đặt giọng nói, cài đặt thẻ nhớ, video và file video format, nói chung là khá đầy đủ ở trên này. Và tôi cảm thấy chiếc màn hình này cũng khá là vườn. Nói không phải thiên vị chứ thật ra tôi thấy màn hình của chiếc Insta360 One R này tuy bé thôi nhưng mà nó mượt hơn những cái màn hình của chiếc GoPro Hero khá là nhiều. Đó, thật sự không phải là do review chiếc camera này tôi nói như thế, mà trước giờ tôi luôn cảm thấy GoPro không hề chăm chút cho cái chiếc màn hình cảm ứng của mình chút nào cả. Còn những cái hãng khác làm thì người ta đều làm rất là tốt ở cái mảng này. Tất cả mọi thứ thao tác đều rất là nhanh và mượt. Đó, như các bạn đã thấy, đều phản hồi ngay tức khắc, nó không hề có một cái sự delay nào cả. Vuốt từ bên này sang để có thể xem lại ảnh, nhưng mà tôi đang không có thẻ nhớ ở đây cho nên tôi không thể vuốt sang để xem ảnh được. Đó, chúng ta có thể chọn vào đây để tùy chọn cái độ phân giải video này. Đó, chọn lại ảnh 4K 60fps. Ok, giữ vừa lại. Bây giờ tôi sẽ thử bật nó lên nhá. Trước tiên chúng ta phải xé màng bọc của chiếc camera này ra đã. Với thiết kế như thế này, mọi thứ được gắn kết với nhau rất là chắc chắn, hết sức là liền mạch và còn có thể chống nước. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa các bạn? Quá là đỉnh cao. Một chiếc action cam nhưng mà lại mang phong cách một chiếc camera 360 nhưng mà lại mang phong cách của một chiếc action cam. Khi mà chúng ta gắn chiếc camera 360 lên đầu thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Với cái chiếc Insta360 One X này, việc chúng ta gắn lên đầu, chúng ta di chuyển rất là khó khăn, hơn nữa là cái thời lượng pin của nó không được lâu. Còn với chiếc One R này thì nó tương tự như là một chiếc action cam mà chúng ta có thể tha hồ gắn lên mũ hay là lên xe, lên bất cứ đâu có thể quay được 360 độ. Lát nữa tôi sẽ test cái khả năng quay 360 độ của con này trước, sau đó thì tôi sẽ lắp chiếc camera 4K này lên và quay thử. Cá nhân tôi thấy rằng nếu mà lắp chiếc camera góc rộng 4K này lên thì nó chắc là nó cũng hoạt động tương đương. Tôi nghĩ là nó sẽ tương đương với những chiếc action cam hiện tại đang phát trên thị trường thôi. Ok, và như vậy là vừa xong, các bạn đã vừa xem qua clip đập hộp và trên tay nhanh chiếc Insta360 One R này. Và thời lượng clip này sẽ khá là dài nên tôi sẽ tách ra làm hai phần. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đập hộp và trên tay nhanh, và phần tiếp theo tôi sẽ để là ở clip tiếp theo chúng ta sẽ trải nghiệm thực tế cũng như là tìm hiểu về cái giao diện của cái phần mềm này. Và mời các bạn sẽ theo dõi ở trong video tiếp theo, tôi sẽ để ngay ở phần mô tả video. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe và ấn vào nút chuông để có thể nhận ngay thông báo về video tiếp theo của chúng mình nha. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.